Vào mùa thu này 76 năm trước, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Sự kiện trọng đại này là khát vọng từ trái tim của mỗi người dân Việt Nam, là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là thời khắc trọng đại không thể nào quên trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trải qua hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm, biết bao lần nhân dân ta dùng lên đấu tranh mạnh mẽ bằng những con đường với nhiều khuynh hướng khác nhau, nhưng đều không thành công. Đến khi vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc tìm ra con đường đấu tranh mới, lịch sử đất nước bắt đầu sang trang. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm tiếp thu tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng thương dân sâu sắc và ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của cha ông. Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, người nung nấu quyết tâm đi tìm con đường mới để cứu nước, cứu dân. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời cảng Sài Gòn, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Sau gần 10 năm bồn ba khắp năm châu bốn biển để nghiên cứu, tìm hiểu về các cuộc cách mạng điển hình, kiểm nghiệm nhiều học thuyết, nhiều con đường đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân các nước thuộc địa, người đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin, tìm thấy ở đó ánh sáng chân lý của thời đại. Người đã rút ra kết luận muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản. Tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở Hồng Kông, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng, xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân. Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành 3 cao trào cách mạng với đỉnh cao là Xô Viết gãy tỉnh. Năm 1945, tình hình quốc tế có những chuyển biến nhanh. Phát xít Đức, Ý, Nhật trên đà thất bại thảm hại, Liên Xô và các nước đồng minh thắng lớn. Thời cơ thuận lợi đã tới. Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác và cũng là ý chí sắt đá của đảng, quyết tâm của cả dân tộc, dân ta đã dùng lên phá tan gông xiềng nô lệ hơn 80 năm của chế độ thực dân, xóa bỏ chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm, mở ra một thời đại mới rực rỡ trong lịch sử quang vinh của dân tộc, thời đại Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc, làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, long trời lỡ đất, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cùng với sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã được thành lập và vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp dẫn dắt chỉ đạo trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Bác đã để lại nhiều bài học quý giá về công tác ngoại giao cả vào thời điểm nước ta đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhiều người gọi đó là nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Bài học ngoại giao quý giá đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là đặt lợi ích chính đáng của dân tộc lên trên hết, đồng thời phải tôn trọng lợi ích dân tộc chính đáng của các nước khác. Tại cuộc gặp kiều bào Pháp năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp, người nói:
Tôi đến nước Pháp mang đến cho quý vị món quà quý giá, không phải vật chất mà là khẩu hiệu, phải đặt lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia lên trên hết. Các nhà nghiên cứu nhận định giai đoạn mới thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong thế đơn thương độc mã, thù trong giặc ngoài, kinh tế khó khăn trăm bề. Việc đặt lợi ích chính đáng của dân tộc lên trên hết, triển khai đường lối độc lập, tự chủ là nhằm thêm bạn bớt thù. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, khi được tin phát xít Nhật sẽ đầu hàng đồng minh, đảng ta gấp rút thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc và ra quân lệnh số 1. Ngày 14 tháng 8, Hội nghị Toàn quốc của đảng được triệu tập để quyết định tổng khởi nghĩa. Đại hội Quốc dân ngày 16 tháng 8 đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, định quốc kỳ, quốc ca. Trong những ngày khẩn trương này, mặc dù đang bệnh nặng tại Láng Nà Lừa, Tuyên Quang, nhưng lãnh tụ Hồ Chí Minh vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giành chính quyền mau chóng trên phạm vi cả nước. Bác đã nắm được nghị quyết của Hội nghị Potsdam nước Đức. Với tuyên bố Potsdam vạch ra những điều khoản đầu hàng cho Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, trong đó có việc cử quân đội Tưởng Giới Thạch giải giáp quân đội Nhật. Bác quyết định phải về nhanh Hà Nội để thành lập chính phủ, không để các thế lực bên ngoài lợi dụng thời điểm trống quyền lực để cấm người vào chính quyền. Do đó, bác chỉ thị rất nhanh. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, tổng khởi nghĩa nổ ra, giành thắng lợi nhanh chóng tại Hà Nội. Tiếp đó là Huế ngày 23 tháng 8 và Sài Gòn ngày 25 tháng 8, cùng các địa phương khác giành chính quyền về tay nhân dân. Tối ngày 25 tháng 8 năm 1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh về đến Hà Nội. Ngay sau đó, người cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định sẽ gấp rút chuẩn bị để tổ chức lễ tuyên bố độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Bác nêu việc chính phủ ra mắt thì phải có bản tuyên bố. Đây là tuyên bố ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, phải cho cả quốc dân và cả thế giới biết. Công việc quan trọng nhất là khởi thảo tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đảm nhiệm. Chỉ trong vòng 4 ngày, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8 năm 1945, cùng với bộn bề công việc sau tổng khởi nghĩa, người đã hoàn thành dự thảo tuyên ngôn độc lập. Đây là bản tuyên ngôn độc lập thứ 3 của Việt Nam sau bài thơ Nam Quốc Sơn Hà được Lý Thường Kiệt đọc năm 1077 và Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi năm 1428. Bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 có ý nghĩa vô cùng to lớn với nhân dân và cách mạng Việt Nam, khẳng định nước Việt Nam Dân Chủ mới đã ra đời, thay cho chế độ thuộc địa của thực dân Pháp. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có quan hệ bình đẳng với tất cả các nước trên thế giới và mong rằng các nước trên thế giới công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia mới thành lập. Do đó, bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 là bản hùng ca bất tử của dân tộc Việt Nam. Còn nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh đã trở thành đường lối xuyên suốt cho hoạt động ngoại giao sau này. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đánh dấu sự ra đời của một nhà nước Việt Nam non trẻ, đối mặt với muôn vàn thách thức khó khăn. Về chính trị nội bộ, chính quyền vừa thành lập, lực lượng vũ trang rất nhỏ bé, trang bị vũ khí thô sơ. Về kinh tế, công nghiệp bị đình đốn, đồng ruộng bị bỏ hoang, tài chính bị kiệt quệ, ngân khố trống rỗng, ngân hàng vẫn nằm trong tay người Pháp. Ở miền Bắc, nạn đói giữa năm 1945 làm 2 triệu người chết. Tiếp đó là đồng bằng Bắc Bộ bị trận lụt lớn tàn phá. 95% dân số Việt Nam mù chữ. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, với tư cách là Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Bác Hồ đã triển khai nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng. Giai đoạn đầu thực hiện hòa hoãn với quân đội Tưởng Giới Thạch để tập trung chống Pháp, Bác đã có các cuộc gặp xoay chuyển tình thế với Lư Hán, tổng chỉ huy 20 vạn quân Tưởng, và Tiêu Văn, phó tư lệnh. Mặc dù ban đầu sang Việt Nam để diệt cộng cầm Hồ, nghĩa là diệt Cộng sản và bắt Hồ Chí Minh, song sau cuộc gặp, Tướng Lư Hán, Tiêu Văn đã thay đổi thái độ sau khi thấy trí tuệ uyên thâm của Bác.
thấy bác thông hiểu đất nước Trung Quốc, hiểu cả cá nhân và đánh giá cao các vị tướng này. Tướng Lư Hán tiễn bác ra tận ô tô và khẳng định Việt Nam là bạn, không phải là thù. Sau đó, bác đã xử lý rất tốt nhiều vấn đề trong quan hệ với chính quyền Tưởng Giới Thạch thông qua Lư Hán, Tiêu Văn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi công hàm cho những người đứng đầu chính phủ các nước lớn như Liên Xô, Mỹ, Anh, Trung Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông báo về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khẳng định tính hợp pháp của nước ta và tố cáo thực dân Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược Đông Dương. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc giữ quan hệ với các đại diện của Mỹ ở Việt Nam, tiếp xúc với đại sứ Mỹ tại Pháp khi thăm Pháp. Người còn đề nghị cử một phái đoàn gồm 50 thanh niên Việt Nam thăm Mỹ, thiết lập quan hệ văn hóa, xúc tiến nghiên cứu về kỹ thuật nông nghiệp, chủ động thành lập Việt-Mỹ thân hữu hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ ngoại giao, muốn làm gì cũng cần vì lợi ích dân tộc mà làm. Lợi ích chính đáng của dân tộc Việt Nam là hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ đảng, chế độ và nhân dân. Lợi ích phát triển và phát huy ảnh hưởng. Trong tất cả hoạt động ngoại giao từ khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, bao gồm các cuộc đàm phán lịch sử như Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946, Hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương, Hội nghị Paris về Việt Nam, cũng như các cuộc đàm phán song phương và đa phương sau này, đường lối của Việt Nam là luôn đặt lợi ích tối cao của dân tộc lên trên hết. Bảy mươi sáu năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại quảng trường Ba Đình lịch sử mãi in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. 76 năm trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 đã trở thành sức mạnh to lớn cho toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày lễ độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.